Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào các bác nhé. Video hôm nay thì Thắng Hoàng xin thông báo với mọi người là Thắng Hoàng sẽ xả cho các bác một số cái dòng vang số và một số cái dòng mic không dây rất là hay, và mic có chức năng tự ngắt, vang số echo reverb mượt mà, giá thành cực kỳ rẻ luôn các bác nhé. Đấy, do nhu cầu đang cần tiền gấp, bên kia nó dục tiền bốc hàng, cho nên là ở đây cũng có khoảng tầm gần chục bộ mic và tầm gần chục cái vang để xả để cho các bác dùng luôn. Đó. Mọi người xem yêu mến ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like và đăng ký kênh ủng hộ để cập nhật những video giới thiệu sản phẩm hàng ngày nha mọi người nhé. Thì bây giờ thì Thắng Hoàng sẽ quay qua cái vang trước đi các bác nhé. Hiện tại ở đây còn 2, 4, 6, 8 cái vang, 8 cái vang số. 8 cái vang số chạy nguồn autovol, có nghĩa là điện yếu thì nó vẫn chạy được cho các bác bình thường. Điện yếu thì nó vẫn chạy được, 90V thì nó vẫn chạy ok. Tất cả các cái dòng này thì nó xử lý qua chip rồi, âm thanh nó có đầy đủ echo reverb. Tốc độ xử lý nhạc nó rất là nhạy bén luôn. Cho nên là chất lượng âm thanh mic cũng như là nhạc đều mượt. Đấy, chất lượng âm thanh nó sẽ ra nó rất là mượt mà hơn những cái dòng vang cơ hoặc vang cơ lai số rất là nhiều. Đấy, các bác có thể nghe những cái dòng vang cơ hoặc là vang cơ lai số thì nó xử lý đơn giản, thì cái nhạc của mình nó ra nó không được sạch sẽ tiếng lắm, mà cảm giác nó bị bì tiếng, nó không được thoát được cái tiếng. Các bác nghe cảm giác trong loa nó cứ bị ghì cái tiếng lại, nó hoặc là nó tối tiếng, nghe nó không được sạch sẽ, thì những cái dòng vang này thì các bác dùng rất là ok luôn. Thì bây giờ thì em cũng thông báo luôn cho các bác như thế này về cái mức giá tiền con vang này. Cái này thì các bác cài tay, em cũng có hướng dẫn cài tay cho mọi người. Đấy, cho nên là cũng rất là dễ dàng, có rất là nhiều cấu hình để các bác lưu, để các bác lựa chọn. Khi mà mua hàng thì em vẫn sẽ cài đặt trước ở cửa hàng trước khi gửi tới cho mọi người. Đó. Dòng vang này là dòng vang 5.1, bao gồm có cổng mic trước, cổng mic sau. Đấy. Có sub center, surround hoặc là led drive đầy đủ luôn cho mọi người. Đó. Tất cả đang còn đẹp mướt luôn. Đấy. Cái này mà nếu như bác nào mua có kèm theo rắc cắm tín hiệu thì sẽ là 1.300.000 đồng, và nếu như các bác nào mua trơn một chiếc vang này thôi, hoạt động cài đặt ổn định cho các bác dùng thì giá sẽ là 1.200.000 đồng. Đó. Và bây giờ là bộ mic. Đấy, mic này nó là dòng mic Bienta, tay nó là ở trong cái thùng đấy các bác nhá. Đây, tay nó là ở trong cái thùng đây, tay nó là ở trong cái thùng đây. Đó, tất cả thì nó là dạng tay, thì nó màn hình nó giống như dòng Sennheiser, dòng nhập khẩu của Đức. Tay nó cũng rất là chất luôn, với cái mạ chrome này thì các bác nhìn cái độ bóng, độ chất của nó rất là chất luôn. Đấy, còn về cái hình thức là hàng bãi thì đôi khi là nó có xước xác, cái này thì cũng không thể sơn lại và cũng không có vỏ mới để mà thay. Cái tay này dùng thì nó độ lì, độ bền, kể cả các bác nhìn cái lưới này không có một dấu vết dĩ han luôn nha. Đó, tiếng rất hay, nó với Bayer bị tím đời cao thì âm thanh nó như nhau. Đó, về màn hình thì nó một màn hình hiển thị rất là sang trọng và nó là đẹp. Đó, mặt trắng, ruột gan, xử lý cũng như Bayer luôn, dòng Bayer luôn các bác nhá. Đó, có thể làm sự kiện luôn, có cổng cắm Canon đầy đủ luôn cho mọi người. Đó, khi mua hàng thì tình trạng em báo đầy đủ luôn cho các bác. Mua hàng sẽ có đầy đủ để các bác cắm, các bác dùng, bao gồm là dây nguồn này, dây 6 ly để cắm xuống vang này hoặc âm ly này, chống lăn này, đó, đầy đủ tất tật, anten này, dây nguồn này là chống lăn, hay dây 6 ly đầy đủ luôn cho mọi người nha. Đó, hình thức thì các bác cũng có thể là xem đây rồi. Đó. Đó, và bây giờ thông báo với mọi người mức giá luôn. Thì cái giá này thì em bán thì cũng là hòa vốn thôi. Đấy, nó thật ra với các bác là tặng dây, tặng rác không tung nữa là cũng không được công nào đâu. Chẳng qua là mình cần vốn thì các bác có nhu cầu mua những bộ mic. Thì nói chung là các bác mua về thì em cũng bao test cho các bác luôn. Thứ nhất là test sóng, thứ hai là test chất lượng âm thanh. Ổn định ok thì các bác dùng, các bác lấy. Đấy, và giá em bán luôn cho mọi người là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng các bác nhé. Rất là hay, cam kết với các bác luôn đấy. Mọi người có thể là mua bộ mic lên hơn 2 triệu nhưng mà chất lượng âm thanh cũng có thể là chỉ như thế này thôi. Đấy, nếu như nhiều bộ mic mà lộ cộ gửi không đúng chất lượng thì có khi không thể bằng bộ mic này đâu các bác nhá. Đó, dòng mic này thì để em xem nó sản xuất năm bao nhiêu nào. À, 2017 các bác nhá.
Đấy, tháng 5 năm 2017, tháng 5 năm 2017. Về cái linh kiện, về cái chất lượng, bộ lọc âm thì các bác cứ tuyệt đối yên tâm tin tưởng ở bên cửa hàng em bán hàng. Kinh nghiệm đó, và cái này thì bên em cũng có test rất là nhiều những bộ dàn karaoke, kể cả giá hai mươi mấy triệu đồng, đôi khi cũng ghép cái bộ mic này thôi. Tại cái quan trọng nhất nó vẫn là chất lượng âm thanh đạt đến tai nghe, thấy hợp lý, thấy ổn định là mình dùng thôi. Còn giá đắt rẻ thì nhiều người đánh giá là bảo rẻ thì chắc chắn là không hay. Đấy, cho nên là cứ lấy bộ mic đắt cho anh, thì cái đó là cái nhu cầu của từng người. Nhưng mà bộ mic này thì nãy giờ em cũng có so sánh, có nói đầy đủ rồi đấy. Mặc dù giá đấy là giá em đã bán thấp rồi, khi về là em bán cho các bác là 2 triệu với 2 triệu 2 một bộ, là lọc đẹp ra cho các bác rồi. Bây giờ đấy thì em bán chỉ còn có 1 triệu 600 ngàn đồng thôi. Đấy là một cơ hội để cho mọi người có những bộ mic ổn định, chất lượng để mọi người dùng. Đấy, mọi người có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng, gọi điện trực tiếp cho em hoặc qua số Zalo 0969 800 985. Rất là vui mừng, cảm ơn tất cả các bác đã yêu mến, đã ủng hộ, đã quan tâm theo dõi kênh của Thắng Hoàng. Xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các bác và xin chào tất cả các bác.